Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cây hải châu dòng lá nhỏ sông cầu bóng đẹp ha, cây đá súng khỏe nè, cây có dòng lá bầu tròn bóng đẹp ha. Cây này về mình có thể vô dây mình uốn định hình cho nó nè, cỡ này nếu mà mình vô dây to mình uốn vẫn được nha mọi người, uốn nhánh trực lắc hoặc là mình có thể dừng xuống mình uốn nhánh độ cũng được, cành nó khá là dài nè, dòng lá bầu tròn trái tim bóng đẹp ha. Cây đã sống khỏe rồi nè, về mình có thể vên bô dây mình uốn được liền. Giờ rồi em xin giao lưu cây hải châu lá nhỏ sông cầu dòng lá bóng đẹp này với giá là 120 ngàn em bao ship ha. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để phần mô tả. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.